Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau đây. 19 giờ những em bé thông minh, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Fix và Foxy, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ chương trình thử thách, 21 giờ ký sự Amazon, 21 giờ 10 phút tâm hồn Việt, 22 giờ tin trong nước, 22 giờ 20 phút ca nhạc Một chút duyên quê, 23 giờ 10 phút nhịp sống Sài Gòn chùa Xá Lợi, 23 giờ 30 phút tin cuối ngày tin thế giới, tin thể thao, 23 giờ 50 phút giải trí nước ngoài. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 7 tháng 8 gồm những nội dung sau: 0 giờ 5 phút du lịch vòng quanh thế giới La Palma, 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Từ khi gặp em tập 43, 1 giờ 30 phút khám phá cứu hộ băng mỏng, 2 giờ chuyên đề âm nhạc tác giả tác phẩm ca sĩ, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Ngọn Nến Hoàng Cung tập 9 và 10, 3 giờ 30 phút nhịp sống Sài Gòn chùa Xá Lợi, 3 giờ 50 phút khéo tay hay làm, 4 giờ 10 phút thông tin văn hóa khoa học kỹ thuật chiến dịch bảo vệ gấu xám Bắc Mỹ. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình tối nay.